trương này, với cơ sở như em làm là trương xẻ nguyên một khối và đục tỉa bằng tay. Tay nghe thì là một cái siêu tay nghe nhà em rồi, mang thương hiệu của đồ gỗ Thiên Phú. Cột 14 và là cột không một tâm và không một sâu, không một siêu. Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Sửa Bán Đồ Gỗ Tới Tận Gốc. Và trong video của clip ngày hôm nay, em biện muốn giới thiệu cho anh chị em mình một combo sản phẩm với cơ sở nhà em làm cái đơn hàng là của anh Phạm Văn Thưởng, có địa chỉ là thôn Đồng Lai, xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Dương. Đầu tiên là một bộ sản phẩm nghe hóa phượng hàng cột 14, hàng VIP đục bằng tay, bao gồm 6 món và kèm theo đó là một bộ cuốn thư câu đối. Một bộ cuốn thư câu đối được làm chất liệu gỗ. Thì hai sản phẩm này có gì đặc biệt và có gì hot thì anh chị em mình bỏ ra khoảng 10 phút để cùng với em Biện đi ở bên trong ngắm cái đường nét chi tiết của hai cái sản phẩm này. Và mọi người xem được video của em Biện thì hãy các bạn ủng hộ cho em bằng một nút like và một nút đăng ký kênh của anh nhé. Thì trước mắt các bạn đây là một bộ sản phẩm nghe hóa phượng bao gồm là 6 món, gồm là lớn này, một bàn và hai ghế đơn, một đôn kẹp bàn và cuối cùng đây là một chiếc đôn thất. Toàn bộ sản phẩm này bây giờ sở như em làm là cột 14 các bạn ạ. Đây các bạn nhìn xem này, cột 14 và là cột không một tâm và không một sâu, không một siêu, gỗ đỏ đỏ rực các bạn. Đến với cái chương này, với cơ sở như em làm là chương xẻ nguyên một khối và đục tỉa bằng tay. Tay và cái dáng này các bạn nhìn xem này, cái dáng này là cái dáng nghe vào đỉnh ngồi trên đầu. Nhìn các đường nét đục rất là sắc nét và tinh xảo. Đấy, bộ sản phẩm này anh Thưởng đặt với cơ sở như em được hơn 2 tháng rồi. Hôm nay em với mộc xô xong để em quay mọi người xem. Ở bên riêng em đục hai đầu rồng và phượng hóa. Đây các chị em, đây là phượng bay các bạn nhá. Dáng rất chia đỉnh cao, đục bằng tay toàn bộ. Dưới trương bên em đục là một bức hổ phù. Và toàn bộ cái ván vách này này, bên cơ sở như em làm dày là 4 phân. Là đục tứ linh, long ly, quy phượng. Và hai bên đục rồng hóa và phượng hóa. Một bên đục phượng hóa, một bên đục rồng hóa. Khuôn vách bên cơ sở như em làm với độ dày là dày tận 6 phân. Dày tận 6 phân. Tay nghe thì là một cái siêu tay nghe nhà em rồi, mang thương hiệu của đồ gỗ Thiên Phú. Toàn bộ là đục thủ công mỹ nghệ bằng tay, đục các đường nét rất chia đỉnh cao, sắc nét. Em giới thiệu rất là nhiều video rồi các bác nhá. Nguyên một khối, xẻ nguyên khối, đục bằng tay. Ván thì bên em làm với độ dày là dày 2 phân. Ván dày 2 phân và khuôn tranh cơ sở nhà em làm vén rất là cong. Dày 4 phân, vén cong hai đầu. Cổ chỉ là cổ chỉ 3 tầng và 2 tầng đục xen rẹo chạy xung quanh. Đấy, và chân thì đục là chân 14. Đục đầu lân và chân móng làm vén rất là cong. Toàn bộ là yếm với cơ sở như em làm dày được 4 phân và yếm đục rồng hóa. Thì anh chị em mình có thể là quay lại mặt sau với em đi. Bộ sản phẩm này với cơ sở như em làm đục tỉa hai mặt và mặt sau đục rất chìa đẹp. Đấy, nó khác biệt hơn rất là nhiều những cái sản phẩm mà hàng 14 mà đặt trên thị trường. Đấy, quay xem này. Gỗ với cơ sở như em là chọn lựa gỗ từ mộc cho đến hoàn thiện các bác nhá. Gỗ này đẹp kể từ trên dưới cả trong gầm. Toàn bộ là hàng cửa 100% chất liệu hương đá. Mẫu nghề hóa phượng này thì trong năm 2022 này nhà em được rất là nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng các bác. Đây, tiếp theo đó là một chiếc bàn lớn. Thì bên cơ sở nhà em làm với kích thước là chiều rộng 87 và chiều dài là 1m67 các bác. Mặt bàn là đục một bức tranh là tứ linh, long ly quy phượng, bao gồm là 4 con vật thiêng liêng nhất ở trên cái mặt bàn này. Và các bác có thể nhìn thấy này, các cái bên riêng bên em đục các cái giải chặt gấm chạy xung quanh, 4 viền các bác nhá, đều chặt hết. Và khuôn tranh thì em làm vén siêu cong dày 4 phân, mặt bàn làm dày 2 phân và bàn đôn là có bàn đôn kéo để cho anh chị em mình kéo ra cái vỏ đồ rất là tiện. Cổ chỉ là cổ chỉ 3 tầng và 2 tầng đục xen rẹo. Chân thì toàn bộ là chân 14 rồi, em làm kiểu dáng là hàng đặt. Các bạn xem là chân vén rất là cong, yếm dày 4 phân và cũng làm vén cong toàn bộ này, cổ chỉ 3 tầng. Đấy, đối diện chiếc đoàn lớn này sẽ có hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn này thì bây giờ sở như em đang làm với kích thước sâu của nó là 79 và ngang là 1m08, cao là 1m54. Toàn bộ là chương bên em làm xẻ nguyên một khối, xẻ nguyên một khối. Đây em có thể giới thiệu các bác xem này, quay lại gần cái chương này. Tất cả các cái chi tiết này, cái hàng đục tay nó sẽ rất là khác biệt với những cái hàng đục vé sửa tay. Những cái vết này, những cái móng vuốt này, đây những cái kể cả tất cả các cái mắt này các bác nhìn xem này, nó rất là sắc nét và đục rất là đỉnh cao. Mang thương hiệu của đồ gỗ Thiên Phú. Và hai bên riêng đục rồng hóa và dưới đục hổ phù. Tất cả các cái ván vách này bên em dày tận 4 phân nhá. Và khuôn vách là 6 phân. Cột thì cột 14 hết và cột không một tâm. Tay là tay nghe nguyên khối, xẻ nguyên một khối. Đây, gỗ đỏ rực đều ấp. Xẻ nguyên một khối đục bằng tay toàn bộ, rất là đẹp. Và ván này em làm dày 2 phân.
khuôn tranh giày 4 phân làm vén cong hai đầu và cổ chỉ là em làm cái 3 tầng nhá. 2 tầng là đục sen dẹo. Đây và làm vén rất chi là cong. Yếm giày 4 phân và chân thì là chân 14 rồi. Ghế đơn còn lại kích thước y hệt và đôn kẹp bên cơ sở như em làm này. Với kích thước là chiều rộng là 43 và chiều dài là 53. Mặt đôn kẹp này bên cơ sở như em đục là một bức phượng hóa và ở bên riêng đục là chặt gấm này. À, chạy xung quanh này, 4 bức rất là đẹp. Khuôn tranh giày 4 phân và đôn kẹp ghế này cũng có là một cái ngăn kéo để cho các bác kéo ra vào đồ nhá. Rất chi là tiện lợi. À, yếm giày 4 phân và chân đục đầu lân của chân bóng. Đây ghế đơn còn lại này, các anh nhìn xem này, toàn bộ là bên cơ sở như em làm hàng chọn lựa gỗ nhưng mà nhá. Gỗ hương đá bây giờ là một cái loại gỗ mà được rất là nhiều khách hàng tin dùng và sử dụng. Nó thuộc loại top 1 của dòng Nam Phi các bạn. Gỗ hương đá thì ưu điểm hương đá thì tom gỗ rất là mịn, còn vân veo đẹp, gỗ đèo mò. Đấy, em đã giới thiệu rất là nhiều video rồi. Và cuối cùng đây là một chiếc đôn thấp. Thì bên cơ sở như em làm với kích thước này, rộng 43 và dài cũng là 43. Mặt đôn dày 2 phân hết và khuôn tranh dày 4 phân, vén cong chạy xung quanh. Yếm và cổ chỉ thì cũng làm vén cong hết để cho nó hài hòa bộ sản phẩm. Cổ chỉ 3 tầng và 2 tầng sen dẹo. Yếm dày 4 phân và chân đục đầu lân của chân bóng. Và cái kích thước của đoạn dài là dài 2m5 coi nhá. Kích thước dài 2m5 và sâu là 79, cao là 1m57. Kích thước đặc của bì. Thì vừa xong em đã giới thiệu xong một bộ sản phẩm nghe hóa phượng cột 14 gỗ hương đá hàng siêu VIP này bên cơ sở thì em đang bán với giá cho anh thưởng với giá là 108 triệu thôi nhá, là giá hoàn thiện đẹp kỹ hết. Và cái bộ sản phẩm này các bác sẽ kê chiếm diện tích khoảng 15m2, là kê hình chữ H. Thì tiếp theo đó thì anh thưởng của đặt bên cơ sở thì em là một bức cuốn thư câu đối, toàn bộ là được làm ở chất liệu gỗ gụ thôi nhá, gỗ gụ. Và các bác nhìn xem gỗ xỉ thét, gỗ đều màu. Đây thì em mới chỉ quay là từ mộc cho bác xem thôi. Đây là một bức cuốn thư và câu đối. Thì anh thưởng đặt thêm và cái bức cuốn thư câu đối này thì anh thưởng có yêu cầu là hàng mạ vàng. Sau khi bên sẽ em hoàn thiện lên thì sẽ mạ vàng coi nhá. Thì vừa xong em đã giới thiệu các bác là hai cái sản phẩm của anh thưởng đặt. Thì mọi người mà quan tâm muốn tư vấn trực tiếp, các bác hãy liên hệ qua số điện thoại của em là 0985 357 733 để em tư vấn trực tiếp cho các bác. Địa chỉ nhà em là ở cơ sở 1 là cạnh cây xăng Cầu Bài, thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội. Có tổng diện tích lên đến là 5.000m2, cả mộc cho đến hoàn thiện hàng sẵn rồi thì các bác qua xem. Hãy mua hàng bên cơ sở nhé, em sẽ có những chế độ bảo hành là 15 chế độ 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày. Đấy, các bác mà quan tâm hay sản phẩm này thì mọi người hãy liên hệ qua số điện thoại hotline em để ở trên cái video coi nhá. Và giờ xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết cái video clip bên cơ sở nhé em. Mọi người những bình luận đóng góp ý kiến gì, các bác comment ở dưới phần bình luận ý kiến giúp em ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Và những video sau, xin chào.